Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tin Bóng Đá. Chúng tôi rất vinh dự là nơi truyền tải các thông tin nhanh nhất về hoạt động thể thao trong nước và quốc tế trong ngày. Và rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn đi vào kết quả bóng đá, lịch thi đấu và bảng xếp hạng mới nhất của vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024. Trước khi bước vào lịch thi đấu cũng như là bảng xếp hạng mới nhất của vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024, chúng ta cùng điểm lại kết quả bóng đá các trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. Trong ngày 18 tháng 7 năm 2024, thì vòng chung kết U19 Đông Nam Á năm 2024 có hai trận đấu diễn ra trong khuôn khổ bảng B. Vào lúc 15 giờ thì đội tuyển U19 Lào đối đầu với đội tuyển U19 Australia. Trong trận đấu này, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng chính đội tuyển U19 Lào mới là đội bóng khởi đầu khá ấn tượng và một số pha tấn công đáng chú ý. Đáng kể nhất là ngay phút thứ 5, tiền đạo Lee Jasak đã tung cú dứt điểm trực diện ở khoảng cách 7m, bóng bật chân cầu thủ Australia khiến bóng vọt sáng ngang, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho đội nhà. Dù vậy thì U19 Lào cũng chỉ chơi hưng phấn trong khoảng 10 phút đầu tiên. Sau đó Australia chỉnh đốn lại đội hình và kiểm soát bóng tốt hơn. Đến phút thứ 15 thì đội bóng xứ chuột túi đã có bàn khai thông thế bế tắc. Hàng thủ đội tuyển U19 Lào đã bối rối trước pha phối hợp ở trung lộ để cho tiền đạo Soleimani tung cú dứt điểm mở tỷ số. 10 phút sau lại là chân sút này dễ dàng nện bóng vào lưới sau pha căng ngang sệt của đồng đội. Chưa dừng lại ở đó, trong thế chủ động ấy, Australia vẫn muốn có thêm bàn thắng. Và trước khi hiệp 1 khép lại thì Junis đã ghi thêm một bàn thắng, giúp cho Australia tạm dẫn trước 3-0 trước đội tuyển U19 Lào ngay trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2 với chuyên môn kém hơn hẳn, nên đội tuyển Lào không có được pha tấn công nào đáng chú ý. Về phần mình thì U19 Australia chơi khá ung dung nhưng vẫn kiểm soát bóng và cục diện, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy vậy, phải đến phút thứ 73 thì Australia mới có bàn thắng thứ 4 khi Marcus dễ dàng đệm bóng sau pha căng ngang từ nỗ lực đột phá bên cánh trái của đồng đội. Ở các phút 89 và 90+3, Dynoski ghi thêm hai bàn thắng để ấn định chiến thắng với tỷ số 6-0 cho đội tuyển U19 Australia. Giành chiến thắng đậm đà và dễ dàng trước U19 Lào, đội tuyển U19 Australia đã chứng tỏ sức mạnh của ứng viên vô địch, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ đến đội tuyển U19 Việt Nam khi hai đội gặp nhau ở lượt trận thứ 2 của bảng B sẽ diễn ra sau đây 3 ngày. Trong ngày 18 tháng 7 năm 2024, tại bảng B còn diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Myanmar. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19:30 ngày 18 tháng 7. Ở trận đấu này, U19 Việt Nam nhập cuộc rất quyết tâm, nhưng đoàn quân Đông Hứa Hiền Vinh gặp phải đối thủ rất khó chơi. Lối đá áp sát tập trung của đội tuyển U19 Myanmar đã khiến những pha tấn công của đội tuyển U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí các học trò của huấn luyện viên Awang Niang còn kiểm soát bóng có phần tốt hơn so với hàng tiền vệ của đội tuyển U19 Việt Nam. Các cầu thủ U19 Myanmar tranh chấp bóng quyết liệt, khiến cho các học trò của ông Hứa Hiền Vinh không thể tổ chức được những pha lên bóng sắc nét để có cơ hội tạo ra sóng gió về phía thủ môn của U19 Myanmar. Trong suốt hiệp 1 thì U19 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong các pha hãm thành nên không có cú dứt điểm nào đáng chú ý. Bên kia chiến tuyến thì U19 Myanmar lại chơi rất tự tin. Đối thủ của U19 Việt Nam tổ chức hãm thành khá đa dạng khi lên bóng tốc độ hai biên kết hợp với các pha bóng trung lộ. Nhưng cũng phải thừa nhận hàng thủ U19 Việt Nam được tổ chức tốt nên U19 Myanmar cũng không có nhiều pha bóng gây nguy hiểm cho khung thành. Bước sang hiệp 2, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn tỏ ra lung túng trong khâu tổ chức tấn công. Trong khi đó, U19 Myanmar tiếp tục chơi kiểm soát bóng tốt hơn và thậm chí có những cơ hội ngon ăn rõ ràng. Đơn cử là phút thứ 53 khi nhận thấy thủ môn Đình Hải lên hơi cao, cầu thủ Miun Tun cứa bóng đưa bóng đập cột dọc khung thành U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Việt Nam thoát thua trong gang tấc. Mặc dù vậy thì chỉ ít phút sau, thủ môn Đình Hải cũng phải vào lưới nhặt bóng. Từ một pha tấn công ở bên trái, các hậu vệ của U19 Việt Nam không thể giải nguy để bóng lên chân Pio Sone và cầu thủ này đã dễ dàng tung cú sút chéo góc phá vỡ thế bình quân và U19 Myanmar vươn lên dẫn trước. Bị đẩy vào thế khó trong lúc các cầu thủ đá chính không thể tạo nên đột biến, buộc huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh phải điều chỉnh nhân sự. Không ai khác nhưng cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã giúp U19 Việt Nam chơi mạnh mẽ hơn. Phút 69, cầu thủ vào sân thay người là Quang Dũng có bóng vào khoảng cách 35m so với khung thành của U19 Myanmar và cầu thủ này đã bất ngờ tung cú sút xa đẹp mắt làm cháy lưới đối phương. Qua đó, săn bằng tỷ số 1-1 cho đoàn quân ông Hứa Hiền Vinh. Sau khi có bàn thắng gỡ hòa thì tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội.
U19 Việt Nam có những pha lên bóng tốc độ nhưng lại thiếu đi sự tinh tế và các pha dứt điểm chính xác. Trong khi đó, U19 Myanmar cũng mắc lỗi tương tự dù hàng thủ U19 Việt Nam đã để lộ những khoảng trống ở phút cuối trận. Cũng phải thừa nhận rằng thủ môn Đình Hải của U19 Việt Nam đã chơi tập trung trong những phút cuối trận và cản phá được không ít những pha dứt điểm nguy hiểm của U19 Myanmar. Đáng nói là phút thứ 5 thì U19 Việt Nam đã tổ chức pha tấn công bài bản khiến thủ môn Kano phải đẩy bóng ra từ tuyến hai băng lên Quang Vinh tung cú sút tung lưới đối phương. Tuy nhiên trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng cầu thủ của U19 Việt Nam đã việt vị. Bất oan bàn thắng nên ban huấn luyện U19 Việt Nam đã phản ứng chứ không thể thay đổi được quyết định của người cầm còi. Kết quả cuối cùng thì U19 Việt Nam đã để U19 Myanmar cầm hòa 1-1 trong trận ra quân tại giải U19 Đông Nam Á 2024. Như vậy sau 2 ngày thi đấu đầu tiên thì vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 đã chứng kiến những bất ngờ. Tại bảng A thì trong trận ra quân ngày 17 tháng 7 thì U19 Timor-Leste đã có chiến thắng bất ngờ 3-2 trước U19 Campuchia. Trong khi đó U19 Indonesia đã giành chiến thắng đậm 6-0 trước U19 Philippines. Như vậy sau ngày thi đấu đầu tiên thì tại bảng A U19 Indonesia đang dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số là dương 6. Trong khi đó xếp thứ 2 rất bất ngờ là đội tuyển U19 Timor-Leste với 3 điểm cùng hiệu số dương 1. Trong khi đó tại bảng B thì sau lượt trận diễn ra vào ngày 18 tháng 7, dẫn đầu bảng hiện nay đang là U19 Australia với 6 điểm cùng hiệu số dương 6. Đứng thứ 2 là U19 Myanmar với 1 điểm và đứng thứ 3 là U19 Việt Nam cũng với 1 điểm. Và xếp cuối cùng đang là U19 Lào khi chưa có điểm nào. Theo lịch thi đấu thì vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 ngày hôm nay 19 tháng 7 sẽ diễn ra các trận đấu tại bảng C. Cụ thể, vào lúc 15 giờ hôm nay thì U19 Malaysia sẽ gặp U19 Brunei. Trong khi đó, vào lúc 19:30 hôm nay thì U19 Thái Lan sẽ gặp U19 Singapore. Thì tại bảng C, U19 Malaysia và U19 Thái Lan chính là hai đội bóng được đánh giá là ứng viên sẽ lọt vào vòng bán kết của U19 Đông Nam Á 2024. Và hai đội bóng đều có ngày ra quân gặp những đội bóng được đánh giá thấp hơn là U19 Brunei và U19 Singapore. Với sức mạnh của mình thì chúng tôi dự đoán U19 Malaysia và U19 Thái Lan sẽ là những đội bóng giành chiến thắng trong trận ra quân của vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024. Mặc dù vậy, trong bóng đá trẻ luôn có những bất ngờ và những bất ngờ đã xảy ra trong 2 ngày thi đấu đầu tiên khi mà U19 Timor-Leste giành chiến thắng trước U19 Campuchia và U19 Myanmar cầm hòa ứng viên vô địch là U19 Việt Nam thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ có những video nhận định, phân tích cũng như dự đoán kết quả bóng đá các trận đấu của U19 Malaysia và U19 Brunei cũng như U19 Thái Lan và U19 Singapore. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.